Sư tổ. Nè, theo khẩu quyết của ta luyện lại lần nữa. Thật quá. Không được đâu, anh không thể thương tôi được đâu. Tại sao vậy? Tôi đã là một đệ tử đắc đạo, thanh quy giới luật, có không cho dính vào tình duyên ở trần gian đâu. Một kim dung, một kim quả. Thành công rồi. Tính sao nữa, một mình Trung Nguyên mạo hiểm như vậy, thôi thì chúng ta hãy xuống núi cùng nhau giúp cho nó. Đón xem Chân Mạng Thiên Tử lúc 21 giờ thứ bảy và chủ nhật từ 8 đến 5 trên kênh SCTV 9.